Trang Quỳnh, Bản Màu Giới Hạn, tập 169, Bắt Cóc Nhầm. Không biết con mắm làm gì ngồi chờ mà giờ này chưa thấy về, trưa quá rồi mà chưa có thứ gì để bán. Mợ đừng lo, bả đi ăn hàng, chắc là ăn chưa hết chợ nên chưa về đấy thôi. Còn cứ nghĩ xấu cho nó không hà? Chưa hết đâu mợ ơi, ăn hàng xong lại còn phải đi buôn chuyện nữa. Làm sao mà về sớm được, con gái là thế đấy. Cóc, mợ cũng là con gái, vậy mợ cũng ăn hàng rồi buôn chuyện hả? Mợ là đàn bà, đâu phải con gái. Nó con gái ăn hàng đâu mợ chưa thấy, chỉ thấy con ăn suốt ngày. Tối rồi mà nó chưa về. Con ra chợ tìm nó xem, chắc có chuyện không hay rồi. Chắc là ăn quá túi tiền nên bị nhốt rồi. Hư quá. Chợ dọn hết rồi. Mắm ơi mắm, bà ở đâu? Về ngay, nếu không tôi sẽ thanh toán con heo đất của bà đấy. Bà đừng hòng trốn, tôi lục tung cả chợ lên đây. Không thấy bà, có chuyện thật rồi. Mợ ơi có biến rồi, hoàng hậu mắm bị gian thần ám hại rồi. Ủa, có chuyện gì mà mợ khóc vậy? Con xem đi, có người ném thư vào nhà đấy. Trong 3 ngày, bà phải dọn đi, làm giấy bán quán nem lại cho chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ dùng con mắm để làm mắm. Vậy là bà mắm bị bắt cóc để tống nhà rồi. Làm sao bây giờ Quýnh? Nó có mẹn hề gì, chắc mợ không sống nổi. Mợ thương nó hơn con, cho nó chết luôn đi. Đứa nào mợ cũng thương cả, mỗi đứa thương một cách, không bỏ đứa nào. Mợ thương bà mắm theo cách dịu dàng, còn con, mợ thương theo cách bạo lực, hở tí là ăn roi. Tại con là con trai, thời buổi này nam nữ bình đẳng, con trai ăn roi thì con gái cũng phải ăn roi. Ừ, con tìm cách cứu nó đi, sau này mợ sẽ bình đẳng, đứa nào bị đòn thì đứa kia cũng bị đòn. Thế chứ, nam giới phải vùng lên chứ. Giờ này mà còn lòng dạ để ăn à? Còn phải ăn để đầu óc thêm minh mẫn à? Phì phì, ăn muốn nổ cái bụng mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Thèm nãy chú nữa xem sao. Có ực cách rồi. Cốp, chịu làm giấy bán nhà chưa? Mà để con, con sẽ tìm xem ai là thủ phạm rồi tính tiếp. Vút. Cộp. Ui da. Muốn làm giấy bán nhà thì phải có tên người mua chứ, không nhẽ tôi bán nhà cho ông đĩa. Họ đòi biết tên người mua nhà, tính sao đây anh ba? Thì cứ cho họ biết, rủi họ báo quan thì sao? Không sợ, cứ viết trả lời thế này. Cộp. Người mua là Lê Nhân Hậu, nếu báo quan, con mắm sẽ thành mắm ngay tức thì. Em sợ sau này khi mình thả con mắm về, họ sẽ kiện mình. Lúc đó, mình đã có giấy bán nhà hẳn hoi, hợp lệ. Họ kiện ta không có bằng chứng, mà quan hiện lại là anh vợ của anh hai mình, ta không sợ. Ha ha, không ngờ, không ngờ. Ông Hậu này là chú của con Tương, bạn của con mắm. Con sẽ đưa con mắm về, đồng thời cho ông Hậu một trận trước khi đưa lên quan. Bà Tương này, bà mắm đang bị nạn, bà phải cứu bà. Tớ biết gì mà cứu mắm. Bà giống bà mắm, điều đó sẽ cứu được bà mắm. Về nhà tôi đi. Cột. Chỉ còn một ngày nữa thôi, đã làm giấy bán nhà chưa? Vút. Cốp. Thằng khỉ, ai cho phép mày né để trúng tao? Thằng nhỏ hay thật, ném lần nào cũng trúng. Còn khen nó nữa hả? Chúc mừng các ông đã chọn nhầm hũ mắm. Con mắm nhà tôi đi chơi với bạn mới về hồi sáng. Hũ mắm mấy ông đang giữ là mắm nem, mắm nhà tôi là mắm nhỉ. Thả con nhỏ ấy ra đi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, không báo quan đâu. Sao lại có chuyện này? Về hỏi con nhỏ đó xem sao. Mày tên gì? Mắm, hỏi mãi. Nhà ở đâu? Quán nem, hỏi mãi.
hiểu rồi, đây là mưu kế của ông Quỳnh, ổng tung hỏa mù để cứu ta. Con nói thật, các ông có thả con ra không? Thả, nói đi. Con là Võ Thị Rút, không phải Mắm. Nhà con ở ngoài Ái Tử, con vào làm công cho quán nem. Chát. Đùi, tao bảo mày bắt con Mắm, sao mày lại bắt con Rút? Hai đứa nó giống nhau, ở chung một nhà, làm sao tôi phân biệt được? Anh gì mà hở tí đánh em? Tạm thua kèo này, thả nó đi, rồi tìm cách bắt con Mắm thật. Họ chưa báo quan thì không có gì phải sợ. Về đi. Khoan, để tao bịt mắt mày lại, dẫn xuống chân núi để mày không biết chỗ tao ở. Mấy chục năm này mới thấy mày thông minh một lần. Bà Mắm về kia. Ủa Tương, cậu làm gì ở đây? Thì tớ giả làm cậu để đánh lừa họ, cứu cậu. Tớ vào thay quần áo trả lại cho cậu, tớ về. Khoan hãy về, bà ở lại chơi vài hôm cho bà Mắm hết sợ rồi hãy về. Đúng đó, tớ vẫn còn sợ lắm, ở chơi với tớ vài hôm đi. Biết rồi, con Mắm trắng hơn con Rút. Đợi ở đây, chờ con Mắm ra ao giặt đồ thì bắt. Mũi cắn, đói bụng, buồn ngủ, chán quá. Chịu khó một chút để có chỗ làm ăn, quán của bà Quỳnh đắt khách lắm. Con Mắm ra ao giặt đồ kia. Lần này thì không nhầm đâu. Ha ha, chúng bắt bà Tương rồi. Sao ông lại để họ bắt bà Tương? Yên tâm đi, bà Tương sẽ về ngay thôi. Chạy tới nhà bà Tương, mau đi, mình sẽ làm thế này. Cho con gặp bố của bạn Tương đi ạ, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì vậy nhỏ? Con thấy chú Hậu bắt bạn Tương đem lên núi rồi. Nó bắt con ta làm chi vậy? Cột, đứa nào định ám sát ta vậy? Không phải đâu ông ạ, ai đó gửi thư cho ông đấy ạ. Đọc đi. Tôi đang giữ con gái ông, nộp 1.000 đồng để chuộc nó về, hãy để tiền tại. Thằng Hậu dám cả gan bắt con ta để tống tiền ta. Chúng mày theo tao tới nhà nó. Hi hi, chết ông Hậu rồi. Hậu, ra đây tao bảo. Có chuyện gì mà anh hai chịu khó lên tới đây gặp em vậy? Chắc. Mày thả con Tương ra ngay, đồ chú trời đánh. Ơ, em bắt con Tương hồi nào, làm chi? Con ở trong này nè bố ơi. Chắc. Chối nữa hả? Em bắt con Mắm mà. Mắm nè, đó là Tương. Sao bắt đứa nào cũng không phải vậy? Tại mày đó, chắc. Anh hai ơi, anh ba xúi em làm bậy rồi giờ đánh em. Đè nó xuống, xử theo gia pháp. 50 hèo, không bớt chút nào. Úi úi ói, hù hù đau quá anh hai ơi. Phần gia pháp của ông xong rồi, giờ tới quốc pháp. Giải Lê Nhân Hậu lên quan vì tội bắt cóc người để tống nhà. Giải thẳng lên phủ luôn, quan huyện là người nhà của họ đấy. Con gà này bán được rồi, mình đem ra chợ bán, lấy tiền mua cho con Út cái áo mới. Tội nghiệp con gái mà lúc nào áo quần cũng rách bươm. Út, em thích áo màu gì? Màu nâu. Trẻ con sao lại thích màu tối thế? Màu nâu mặc lâu dơ, không cần phải giặt nhiều, đỡ hư áo. Còn nhỏ mà đã nhìn xa trông rộng ghê. Thằng kia, lại ta bảo. Mày lớn hơn ai mà gọi tao là thằng? Tao không lớn hơn, nhưng tao giàu hơn. Nhà giàu gọi nhà nghèo là thằng thì có gì lạ. Mày bán con gà đó không? 2 đồng, mày mua hả? Đưa cho ta xem. Đẹp, con gà của mày đẹp, tao mua. Ơ, mua sao không trả tiền? Đợi tao lớn, tao làm quan mới có tiền trả chứ. Trả con gà lại cho tao. Ông biết, xử nó đi. Mày dám níu áo cậu hai giữa đường như vậy à? Hu hu, mất con gà rồi, đồ gian ác, đồ gian ác. Thằng béo lấy con gà của thằng Na, cho nó một trận. Mày có thấy cái áo đỏ kia không? Thấy.
hút cái áo đỏ đó cho tao. Hút liền, thấy màu đỏ là tôi sôi máu. Da á, trâu được tôi nè, ông Bí ơi. Gió, gió, tránh ra. Bình, cha mẹ ơi, cứu con. Lên. Phì, phì, may cho mày là tao không biết leo cây. Mày có sao không? Phì, không sao, chỉ bị ướt quần thôi. Con gà đâu? Nó chạy đâu mất rồi, tao không biết. Tao về, cảm ơn đã cứu mạng. Nghỉ chơi thằng Quỳnh ra. Mày phản bạn, cướp cái thù, bữa tao không chơi với mày nữa. Chúng mày nghỉ chơi với tao, tao sẽ chết. Nhưng trước khi tao chết, hãy nghe tao trằn trối đôi lời. Trằn trối đi, rồi về nhà mà chết. Chết ở đây, mất công tụi tao khiêng về. Khổng Tử có nói, răng cứng thì xuống, lưỡi mềm thì còn. Tao làm thế là để dụ thằng béo lấy lại con gà cho thằng Na. Tao sẽ làm thế này, không những thằng Na lấy lại được con gà mà nó còn được lời nữa kìa. Hiểu nhầm, xin lỗi mày. Theo tao ra đồng tìm một thằng bù nhìn. Tao gắn cái bao vào miệng bù nhìn, đổ gạo vào sẽ chạy xuống cái bao này. Ống tre này dùng để làm loa, mày sẽ làm như vậy. Thằng Na có nhiệm vụ nấp trong bụi cây kia, khi tao hồ quay thì mày kéo mạnh sợi dây này. Ha ha, sẽ vui lắm đó. Chúng mày tìm chỗ nấp đi, tao đi dụ thằng béo tới. Quỳnh, đi đâu đó? Tại cứu mày nên bọn bạn tao nghỉ chơi với tao. Tao buồn quá, chơi một mình. Đi chơi mà mang gạo theo làm gì? Tao chơi đấu võ với thằng bù nhìn, phải có gạo cho nó ăn thì nó mới đấu. Mày nói là bù nhìn làm sao biết đấu võ? Không tin thì theo tao xem. Tình cờ tao phát hiện ra thằng bù nhìn này không giống như những thằng bù nhìn khác. Có lẽ nó là tiên mắt đọa, hoặc cũng có thể là quỷ hiện hình. Quỷ hả? Ghê thế. Cho nó ăn đò, nó sẽ múa võ cho mình xem. Múa võ đi. Hi hi, mày xạo, nó trơ ra như cây. Tao còn đói lắm, cho ta ăn thật no, ta sẽ múa võ cho xem. Nó nói được hả? Tao đã nói nó là tiên hoặc là quỷ mà. Cho ta ăn thêm gạo, ta thèm một con gà sống, ta cần vài đồng để uống rượu. Ông cần nhiều thứ như thế làm sao tôi có? Thôi, không chơi nữa. Để tao về nhà lấy những thứ ông cần. Tao muốn xem ông múa võ lắm. Hi hi, bự con mà khờ. Này, đủ những thứ ông cần rồi đây. Ăn đi, nhiều lắm đấy. Con gà sống này, tiền này, bù nhìn mà cũng biết nhậu. Nó chưa, đấu võ được chưa? Rồi. Quay, kéo mạnh đi Na. Bình, ổng đánh sao mày không đỡ? Cộp, xỉu mất tiêu rồi. Ra lấy gạo, lấy gà đi. Ô hô, nhiều gạo quá. Lấy được con gà khác to hơn, thêm 3 đồng với một bao gạo. Thằng Na lời to. Chạy lẹ đi. Cậu hai ơi. Trời, cậu hai sao thế này? Tôi bị thằng quỷ này đánh. Cậu nằm mơ rồi, bù nhìn làm sao cử động được. Thiệt đó, nó xoay người đánh tôi. Ha ha, đứa nào làm nó thành cái bẫy để đánh cậu, cậu xem nè. Hi hi, hay thật. Thằng quỷ quỷ quái, mày chết với tao. Chà chà, nguy to rồi. Theo quẻ này thì bà chị nghi to rồi. Chuyện gì ghê gớm vậy thầy? Tôi không dám nói đâu. Thêm một đồng đây, thầy nói đi. Một đồng mà, thế thì dám nói. Chồng chị đang có vợ bé, chị phải mua bùa trừ vợ bé cho ổng đeo. Hả? Ổng to gàn thế à? Ông bùa như khoai, chồng tôi, ông chết với tôi. Ai chọc ghẹo gì bà mà bà hầm hầm vậy?
Ông Bùi Như Khoai, tại sao ông to gan thế hả? Ông Bùi Như Khoai. Tôi có bị sơ gan đâu mà bảo tôi to gan. Tại sao ông dám có vợ bé? Bộ tôi xấu lắm hả? À, không ngờ tôi đào hoe vậy sao? Đừng có lẻ mồm nữa. Vợ bé ông là ai? Ở đâu? Ói ói, đánh nhẹ thôi để tôi nói. Bà Đỗ Thị Đậu Phụng, hãy nhìn tôi cho kỹ đi. Thân thể như cây tre, chỉ còn một chân rưỡi. Túi áo lúc nào cũng bị thủng, không có đồng nào. Cô nào có gan làm vợ bé tôi hứ? Thầy nói ông có vợ bé. Lại nghe lời mấy gã ôn binh thầy bói rồi. Tôi chả có vợ bé, vợ nhỏ, vợ tí gì cả. Không nhận tôi sẽ bỏ đói ông. Trời đánh mấy gã ôn dịch thầy bói, vì mấy đồng bạc mà hại gia can của người ta. Mấy đứa vào ăn cơm. Đứa lớn không được vào. Không cho ăn thì thôi, thử xem đứa nào đói cho biết. Ê, lão thầy chết đói kìa, tại sao ông dám bảo tôi có vợ bé? Ta nào có bảo, thánh thần bảo đấy. Thế thì tôi sẽ cho thánh thần của ông một trận. Què mà làm tàn. Ói ói. Tức quá, giá mà tao còn đủ hai chân thì lão chết với tao. Bà nào tới xem bói, ông đều nói chồng có bé, rồi bán bùa trừ vợ bé. Chú đừng buồn, để con cho ổng một trận. Mày như con dế, đánh sao lại lão. Con sẽ nhờ tay người khác. Thiếm tượng ơi, đầu lần mình mới có ông thầy bói về ở, ổng bói hay lắm. Vậy hả, để tao tới xem. Thiếm hãy nhớ thế này, khi xem quẻ, thiếm đừng nói gì hết, có thể ổng mới chịu xem. Sao vậy? Thường thì mấy ông thầy bói hỏi mình đủ điều mà. Ông thầy này nói các thầy bói như thế là dở, bắt người ta khai những uổng khúc của mình ra để mấy ông đoán mà nói. Ông thầy này không cần hỏi gì hết, thế mới linh. Chị muốn xem quẻ gì? Tình duyên. Biết ngay mà, mấy bà tìm tới thầy bói luôn là để biết chồng mình có linh tinh hay không thôi, có mối để bán bùa từ chế. Thần tình thần duyên, hãy cho tôi biết. Á, nguy to rồi. Chuyện gì vậy thầy? Tình duyên của tôi xấu lắm à. Tôi không dám nói đâu. Thêm một đồng đây, thầy nói đi. Chồng của chị có tới hai bà vợ bé. Mấy bà vợ bé? Hai bà, kinh quá. Chị phải mua bùa trừ vợ bé. Tôi muốn nói nhỏ với thầy điều này. Tôi nghe đây, nói đi. Trác. Trác. Bố. Sao lại đánh tôi? Quẻ như thế nào tôi nói như vậy thôi. Cái mày rùa ba láp. Cốt. Ôi, bể nồi cơm của tôi rồi. Lão thầy kia, vén tay nghe cho rõ đây. Tôi chưa có chồng. Hả? Chưa có chồng sao không chịu nói sớm? Trả tiền lại đây, nếu không tôi bẻ hết răng của ông cho chữa cái tội nói bậy hại người. Ít tiền của chị đây. Ha ha, bây giờ thì tôi có thể nện ông một trận rồi.